Trên kênh CNN, giáo sư người Mỹ Robot đã tuyên bố rằng đường là một chất độc vô cùng độc hại với cơ thể của con người. Đồng thời, ông cũng khuyến nghị rằng chúng ta sẽ nên liệt kê đường ngang hàng với những sản phẩm độc hại như là rượu bia và thuốc lá. Tuy nhiên, không phải chỉ có một mình vị giáo sư này nói về cái sự độc hại của đường với sức khỏe con người, mà đã có rất là nhiều những công trình nghiên cứu trên thế giới đưa ra cái nhận định và quan điểm này. Vậy thì tác hại của đường với cơ thể của con người sẽ như thế nào? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn ăn đường hàng ngày? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều này. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Đường thì có rất là nhiều tác hại, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần sau của video. Tuy nhiên, có 3 lý do khiến cho tác hại này nó được liệt kê vào là sự nguy hiểm. Điều đầu tiên là con người ta không nhận thức được rằng là tác hại của đường. Bởi vì hầu hết là chúng ta sẽ ăn các loại thực phẩm có đường ở trong đó hàng ngày. Ví dụ như là bánh ngọt này, bánh gato này, hay là nước ngọt này, hay là trà sữa này. Và điều thứ hai, khi mà bạn bổ sung đường hàng ngày thì bạn sẽ không gặp các vấn đề về sức khỏe ngay, mà chúng sẽ tích tụ lâu dần và chúng sẽ tăng các nguy cơ mắc một số vấn đề về sức khỏe cao hơn rất là nhiều. Và điều thứ ba, đó chính là chứng nghiện đồ ngọt. Khi mà chúng ta ăn đường này, ăn các sản phẩm như bánh kẹo, đồ ngọt, nước ngọt hay là trà sữa thì não bộ của chúng ta sẽ tiết ra một hormone, đó chính là dopamine hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Và chính hormone này khiến cơ thể chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn, vui vẻ hơn. Vì vậy thì có rất là nhiều bạn gặp tình trạng là nếu như một ngày không được ăn bánh ngọt này, không được uống trà sữa này thì cảm thấy rằng là cơ thể rất là khó chịu. Tuy vậy thì không phải là đường nào cũng là đường xấu, chúng ta sẽ có hai loại đường để phân biệt. Đầu tiên đó chính là đường tốt. Đường tốt thì thường có trong tự nhiên, đó chính là những loại đường có từ trong trái cây này, rau củ quả này. Còn đường xấu đó chính là đường tinh luyện hay là đường qua chế biến. Thì đối với cái đường tốt này, đó chính là khi mà chúng ta bổ sung trái cây, rau củ quả thì đồng thời trong đó chúng cũng sẽ có thêm các loại vitamin, khoáng chất. Và một cái quan trọng nữa đó chính là chất xơ. Và chính chất xơ này chúng sẽ làm chậm đi cái quá trình hấp thu cái lượng đường vào trong máu của chúng ta. Còn khi mà chúng ta bổ sung cái đường tinh luyện hay đường qua chế biến này thì trong đó không hề có những cái sản phẩm như là chất xơ, chẳng có vitamin, cũng chẳng hề có khoáng chất. Và quan trọng là khi chúng ta nạp vào thì chúng sẽ làm tăng cái lượng đường trong máu lên rất là nhanh, từ đó khiến cơ thể chúng ta mắc một số vấn đề về bệnh tật về sức khỏe ở phía dưới đây. Tác hại đầu tiên của đường đó chính là khiến chúng ta bị tăng cân. Như chúng ta đã biết được rằng là nếu như cơ thể chúng ta mong muốn rằng là giữ cân nặng, các chị em phụ nữ chúng ta mong muốn là duy trì cân nặng, thì đâu đó một ngày chúng ta nên nạp khoảng tầm là 2.000 calo thông qua các đường ăn uống hàng ngày. Nhưng mà một cốc trà sữa đã khoảng tầm là 400 đến 500 calo. Hay đơn giản là bây giờ chúng ta có bánh trung thu, một cái chiếc bánh trung thu khoảng tầm 150g như thế này cũng là đâu đó khoảng tầm là 300 đến 400 calo. Như vậy thì cộng thêm các thức ăn chúng ta ăn uống hàng ngày thì nó tổng calo chúng ta nạp vào rất là nhiều. Từ đó sẽ khiến cơ thể của chúng ta tăng cân này, tích mỡ này, và nhất là chị em phụ nữ sau độ tuổi 30 sẽ tích mỡ ở vùng bụng rất là nhiều. Ngoài ra có rất là nhiều chị em tại sao mà cân nặng cao này vẫn thường xuyên ăn nhiều cái đồ ngọt hay là bánh kẹo như vậy? Đó là bởi vì cái chứng nghiện đường như đã chia sẻ ở phía trên. Vì vậy chị em nào mà chúng ta muốn kiểm soát cân nặng thì đừng có tập luyện quá là nặng nhọc. Điều đầu tiên chúng ta hãy tham khảo lại khẩu phần ăn và giảm cái lượng đường chúng ta nạp vào cơ thể. Tác hại thứ hai của đường với sức khỏe đó chính là tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Theo rất là nhiều nghiên cứu trên thế giới đưa ra thì có con số là nếu như bạn nạp cái lượng đường một ngày bằng 17-20% cái lượng calo mà chúng ta nên nạp vào cơ thể thì khi chúng ta có vấn đề về tim mạch, chúng sẽ có nguy cơ cao hơn mắc vấn đề về tim mạch. Hơn nữa thì tỷ lệ tử vong khi mắc vấn đề về tim mạch sẽ cao hơn khoảng tầm 38%. Ví dụ như ở đây chúng ta cần nạp vào cơ thể là khoảng tầm 2.000 calo một ngày. Vậy thì nếu như bạn uống cốc trà sữa đã dư hơn rất nhiều so với lượng khuyến cáo ở trên rồi, hay là bạn uống 2 lon nước ngọt một ngày cũng đã cao hơn rất nhiều so với lượng khuyến cáo ở trên. Vì vậy chúng làm tăng khả năng mắc vấn đề về tim mạch rất là nhiều. Điều thứ ba, nếu bạn ăn nhiều đường thì sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tiểu đường là một căn bệnh mà có khá là nhiều, nhất là ở cái dân số Việt Nam cũng có khả năng là mắc bệnh tiểu đường rất là nhiều. Thì khi bạn ăn nhiều đường thì bạn biết rồi, sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, mà béo phì chính là tiền đề của những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra khi chúng ta bổ sung nhiều đường quá thì cơ thể chúng ta sẽ gặp một tình trạng là kháng cái insulin, từ đó cái lượng đường ở trong máu của chúng ta sẽ tăng cao hơn và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn. Theo những cái nghiên cứu đưa ra thì khi bạn uống một lon nước ngọt thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng lên khoảng tầm 1,1%. Tác hại thứ tư của đường đó chính là ảnh hưởng đến nhan sắc,
là quá trình lão hóa của chúng ta diễn ra nhanh hơn. Hơn nữa còn là cái tiền đề gây tình trạng mụn viêm rất là nhiều. Như Hương đã chia sẻ khá là nhiều các cái video phía trước, thì khi cơ thể chúng ta nạp nhiều đường vào thì nó sẽ gây tình trạng là đứt gãy collagen nhanh hơn, từ đó khiến làn da của bạn bị nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ. Và nếu như bạn vẫn nạp quá là nhiều đường vào cơ thể thì bạn có bôi thoa bao nhiêu dưỡng chất đi chăng nữa thì nó cũng không hề có ý nghĩa. Ngoài ra thì đường cũng chính là thứ làm tăng cái phản ứng viêm của cái làn da của bạn. Nếu bạn đang gặp tình trạng mụn, nhất là tình trạng mụn viêm mà kéo dài không dứt mà bạn vẫn nạp đường vào hàng ngày, thì dù bạn có bôi thoa sản phẩm gì cũng rất là khó để có thể xử lý được cái tình trạng mụn. Vì vậy, nếu chúng ta mong muốn rằng có một làn da đẹp hơn, thì thay vì việc là chúng ta bổ sung quá là nhiều đường tự nhiên, thì bạn có thể chuyển sang bổ sung những loại đường tốt từ rau củ quả. Hoặc điều đầu tiên là chúng ta sẽ hạn chế nạp đường vào cơ thể. Tác hại thứ 5 của ăn đường đó chính là tăng nguy cơ ung thư. Có rất là nhiều những công trình nghiên cứu đưa ra rằng là nếu như bạn bổ sung đường hàng ngày thì cơ thể của bạn sẽ tăng cái khả năng sản sinh gốc tự do nhiều hơn, và đây chính là tiền đề gây ra các bệnh ung thư. Và cũng theo một số nghiên cứu với phụ nữ, nhất là những phụ nữ của chúng ta trên 30 tuổi, nếu như mỗi ngày bạn bổ sung một lon nước ngọt thì cái tỷ lệ ung thư nội mạc tử cung sẽ tăng lên khoảng tầm 42%. Đây là một con số rất là cao. Và tác hại số 6 của đường khi chúng ta ăn nhiều đó chính là tăng nguy cơ mắc cái bệnh là gan nhiễm mỡ. Khi mà chúng ta nạp đường vào cơ thể thì sẽ xảy ra hai vấn đề. Thứ nhất là cơ thể của chúng ta sẽ tổng hợp để tạo ra năng lượng chúng ta hoạt động hàng ngày. Nhưng điều thứ hai, nếu năng lượng đã đủ rồi thì gan của chúng ta sẽ tổng hợp cái điều này và có thể là tạo ra mỡ. Cái điều này sẽ khiến cho gan chúng ta hoạt động quá tải. Hơn nữa thì cái lượng mỡ lại tích tụ nhiều hơn ở trong gan, từ đó tăng nguy cơ mắc cái vấn đề về gan nhiễm mỡ nhiều hơn. Vậy thì trên đây các bạn đã nghe qua video ngày hôm nay và biết rất là nhiều các vấn đề khi mà chúng ta bổ sung đường hàng ngày. Vậy thì cái việc bổ sung đường tất nhiên là chúng ta sẽ có sự lựa chọn của riêng mỗi người. Tuy nhiên thì sau khi xem video ngày hôm nay, bạn có thể là thay vì bổ sung quá là nhiều đường qua chế biến, có thể chuyển qua là bổ sung đường qua tự nhiên. Hoặc đơn giản ngay từ ngày hôm nay chúng ta sẽ giảm cái lượng đường chúng ta bổ sung vào. Và Hương tin chắc rằng khi mà giảm lượng đường, sức khỏe chúng ta tốt hơn và làn da của chúng ta cũng đẹp hơn rất là nhiều lần. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.